Thanh Duy mang hình tượng Delila trở lại với chuỗi bài hát mới. Sau thành công kỷ niệm 15 năm ca hát, tên tuổi Thanh Duy đã bước sang một trang mới với hình tượng Delila ấn tượng. Thanh Duy vừa cho ra mắt từng sản phẩm âm nhạc ở trong live show Delila Land kỷ niệm 15 năm ca hát của mình. Trong tháng 7 này, nam ca sĩ sẽ giới thiệu liên tục 3 ca khúc mới kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Simic. Full show của Delila Land cũng sẽ được phát hành giữa tháng 8 trên các kênh truyền thông để kỷ niệm tròn 1 năm tổ chức. Thanh Duy trở lại với chuỗi ca khúc mới. Trong chuỗi các bài hát mới sắp phát hành, Real Queen sẽ là ca khúc đầu tiên được giới thiệu trên các nền tảng nhạc số. Sau đó 7 ngày, anh sẽ tiếp tục mang đến ca khúc Delila do Tia Hải Châu sáng tác riêng cho mình. Tiếp theo là ca khúc Turn Me On, một sáng tác mới do chính Thanh Duy chấp bút. Kết lại chuỗi những tuần, ra mắt các ca khúc này sẽ là full show Delila Land với hơn 15 tiết mục biểu diễn kết hợp với các loại hình nghệ thuật giải trí khác như xiếc, nhảy, múa cột, lần đầu tiên ra mắt công chúng một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó sẽ là một ep gồm 6 ca khúc, đa phần là những sáng tác của Thanh Duy như Sập Sình, Magic, I Celebrate You, Turn Me On, Delila, Real Queen. Delila Land là live show đầu tiên của Thanh Duy sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, ca hát và trình diễn. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Duy thực hiện live show trong rạp xiếc với sự kết hợp của nhiều bộ môn nghệ thuật giải trí khác với nhau. Trong live show, Thanh Duy đã lột xác khi mang đến một hình ảnh drag queen có tên Delila cá tính nhưng cũng không kém phần giải trí. Đây là hình ảnh mà anh ra mắt với khán giả của mình. Show diễn từng lọt vào top 10 sự kiện nổi bật nhất trong tháng, trong đó từ khóa Delila cũng lọt top tìm kiếm của Google Việt Nam trong thời gian đó. Kể từ khi hoạt động độc lập, thoát khỏi hình ảnh của một ca sĩ thần tượng, Thanh Duy cũng thử sức với vai trò sáng tác và chủ động, làm việc với các nhà sản xuất âm nhạc để có thể cho ra các tác phẩm mang màu sắc riêng của mình. Tôi muốn mình trở nên hoàn thiện hơn và để lại trong lòng khán giả một hình ảnh ấn tượng thông qua các sản phẩm âm nhạc, anh khẳng định.